Ok Google, thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Hôm nay tại khu đô thị Văn Khê, nhiệt độ cao nhất có thể sẽ là 32 độ và thấp nhất là 24 độ. Ok Google, Hoàng Sa là của nước nào? Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, vì vậy quần đảo Hoàng Sa nằm trong thềm lục địa của Việt Nam được quy định bởi Công ước về Luật Biển năm 1982. 10 điểm luôn đấy. Đồng hồ của Trung Quốc là phải nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam là đúng rồi. Ok Google, chỉ đường đến bến xe Yên Nghĩa. Tốt nhất để đi đến bến xe Yên Nghĩa bằng ô tô là qua đường Quang Trung, quốc lộ 6 và sẽ mất khoảng 15 phút với mật độ giao thông vừa phải. Và chúng ta có thể xem được bản đồ trực tiếp ở trên cái đồng hồ này. Nó cũng giống như là một cái chiếc điện thoại thu nhỏ ở trên tay của chúng ta. Và đây là mẫu đồng hồ Xiaomi Watch 2 Pro, hiện tại đang chạy phiên bản Wear OS 3.5. Nên là vừa rồi mình nói Ok Google. Đấy, các bạn thấy không? Là nó sẽ hiển thị lên luôn. Rồi, tuy nhiên có một cái điểm này mà các bạn cần phải chú ý ở trên cái mẫu đồng hồ này. Đấy là nó không thể kết nối được với iPhone đâu nha các bạn nhé. Chú ý là không thể kết nối được với iPhone, bởi vì hiện tại là nó đang chạy Wear OS 3.5. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có một số những cái tính năng nổi bật ở trên cái mẫu đồng hồ này. Đấy là nó sẽ có cái phần vỏ này là vỏ thép luôn, bạn chú ý nhé, vỏ thép nhé. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có tính năng nghe gọi, đấy điều hiển nhiên rồi. Màn hình sẽ có on-ground display, chúng ta sẽ có GPS độc lập, có vô vàn các chế độ luyện tập thể thao. Tuy nhiên cái sở này thì cái viên pin của nó như mình trải nghiệm thì thậm chí là nó chưa được một ngày rưỡi đâu đấy, nên là gần như là mình không thể để đến ngày thứ hai được. Và cái mẫu đồng hồ này thì gần như là ngày nào mình cũng phải sạc pin một lần, ngày nào cũng phải cắm sạc. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu review về cái mẫu đồng hồ này để xem là nó có những điểm gì đặc biệt nhá. Thực ra là trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái mẫu đồng hồ này thì mình nói thật với các bạn là mình thích nhất là cái tính năng chỉ đường bản đồ ở trên này. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý là để mà kích hoạt cái tính năng này lên ấy, thì nó hơi mất thời gian một tí. Đặc biệt là những anh em nào mà đang sử dụng cái hàng demo của cái sổ này để mà review thì mà kết nối vào nó sẽ hơi khó đấy. Thực chất là như vậy, mà mình khi mà cái sổ này về rồi thì mình phải nhờ các bạn admin ở bên mình để các bạn hỗ trợ cài đặt vào đây để mà mình có thể giao tiếp sử dụng giọng nói với cái đồng hồ này cho nó dễ, được chưa? Còn anh em nào mà đến cửa hàng mua ấy, thì mình cũng khuyên là cứ nhờ kỹ thuật để họ làm xong xuôi hết cho chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mang đồng hồ về. Cái tính năng chỉ đường bản đồ như này thì nó sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển bằng xe máy nhá. Khi chúng ta di chuyển bằng xe máy thì nó hiển thị ở trên cái đồng hồ này thì nó rất là an toàn. Đấy là cái thứ nhất, chúng ta không cần phải lôi điện thoại ra để mà xem liên tục. Thứ hai nữa là bình thường mình thấy là có một số bạn ấy, các bạn ấy để điện thoại lên trên cái giá đỡ ở trên xe máy thì cái đấy nó sẽ hơi nguy hiểm ở cái chỗ là nếu như có trộm cướp thì sẽ rất là nguy hiểm. Còn đồng hồ thì không ai có thể giữ được ở trên tay của chúng ta rồi, đúng nào? Đấy, thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy là nó tiện hơn. Và nếu như bạn nào mà chạy Grab ấy, đặc biệt là GrabBike hoặc là các bạn chạy Sanhbike chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái này là nó sẽ rất là tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu đồng hồ này. Rồi, tuy nhiên những cái mà chúng ta phải đánh đổi đây là gì? Đầu tiên mình sẽ đánh giá về từng phần một đã, cái phần thiết kế. Thì thiết kế vừa rồi mình đã khen đấy, là trông cái thiết kế của sổ này trông nó đẹp mắt. Thực sự là trông cái thiết kế của sổ này là đẹp mắt. Dây đeo thì rất là mềm mại luôn, và nó có hai cái phần chốt dây ở đây để cho nó không bị bung ra. Tuy nhiên đánh đổi là cái việc lấy khung viền của sổ này là thép thì nó sẽ khá nặng đấy. Nếu mà so với cả Huawei Watch GT4 mà mình đã đeo ấy, thì cái mẫu đồng hồ này nó nặng hơn tầm khoảng 7 gram so với cả GT4. Và thực sự là các bạn cứ tưởng tượng là 7 gram đối với cả đồng hồ thì chúng ta đeo ở trên tay chúng ta sẽ cảm nhận thấy một cách rất rõ ràng nhá, chứ không phải là không đâu. Đấy, nó to hơn, nó dày hơn và nó nặng hơn. Đấy, nhưng mà được cái là khung viền thép, thép không gì nữa, thì nó là một cái chất liệu mà nó cao cấp hơn so với cái khung viền nhôm rồi. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về cái phần màn hình thì sao. Màn hình của cái mẫu đồng hồ này thì sẽ là màn hình AMOLED kích thước là 1,43 inch, độ phân giải sẽ là 466 x 466, cho một cái mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 326 ppi. 326 ppi là đủ nét đối với cả đồng hồ rồi, bởi vì cái độ phân giải này, cái độ chi tiết của nó là ngang với iPhone 11 rồi. Đấy, độ sáng là tầm khoảng 600 nit, và 600 nit thì mình thấy là nó là một cái độ sáng khá là thoải mái để mình có thể nhìn được ngoài trời. Tất nhiên đấy là đối với cả cái màn hình chính khi chúng ta đã vào đây rồi. Còn nếu chúng ta để cái màn hình chờ nhá, on-on display, thì bạn biết là cái màn hình này nó phải giảm sáng xuống để nó tiết kiệm pin hơn, đúng không nào? Thì với cái màn hình on-on display, nếu mà chúng ta ra ngoài trời nắng gắt ấy, chúng ta nhìn vào thì nó vẫn sẽ tối, chúng ta khó nhìn, chúng ta phải nhấc tay lên thì nó sẽ sáng màn hình lên thì chúng ta nhìn nó mới rõ hơn. Đấy, thì cũng chia sẻ thêm cho anh em như vậy. Về cái size mặt của cái đồng hồ này thì
mình làm tròn nó sẽ rơi vào tầm khoảng sa mặt 46,5 đấy, bởi vì là cái sa mặt của nó sẽ là 47,6mm nhân với 45,9mm, đại loại là tầm đấy. Và với cái sa mặt như thế này thì mình thấy là nó sẽ hơi to nếu như tay bạn nào mà tầm khoảng dưới 16cm, cổ tay dưới 16cm trở xuống thì chúng ta sẽ cảm thấy đeo vào đây nó sẽ hơi to. Đấy. Ví dụ như với tay mình là gần như là nó đã chiếm trọn cái bàn tay của mình rồi. Nhưng mà với những cái đồng hồ như này thì mình nghĩ là chúng ta đeo oversize một chút cũng được. Đối với nữ thì chúng ta đeo mới cảm thấy to thôi, chứ với nam thì mình cảm thấy cũng bình thường. Về khối lượng thì chỉ tính nguyên cái thân máy này thôi đã là 54,5g rồi nhá. Đấy, chứ không bao gồm dây đâu, nên là với đây cũng là một cái khối lượng nó tương đối nặng đối với cái đồng hồ này. Về vấn đề pin thì ở đầu video mình đã nói rồi, cái pin của cái đồng hồ này nó chỉ trụ được tầm khoảng một ngày, đúng ngày rưỡi thôi. Đấy, ngày rưỡi thì nếu mà chúng ta phải tắt on off display đi cơ thì may ra được ngày rưỡi, còn mình mà bật on off display lên suốt ngày thì được một ngày. Đại loại là cứ buổi sáng các bạn đi làm đeo đồng hồ đi là đến buổi tối là chúng ta phải sạc pin rồi. Đấy, nhưng mà được cái là cái thời gian sạc thì nó sẽ rất nhanh nhé các bạn nhé, nó sẽ chỉ mất có khoảng 45 phút là để sạc đầy pin rồi. Tuy nhiên là cái sạc của nó ở bên trong hộp ấy, nó không phải là sạc không dây đâu nhá, chú ý không phải sạc không dây đâu, mà nó chỉ là sạc từ tính thôi. Đấy thì mình nghĩ là ở trong cái tầm giá đây, để mình check xem giá bao nhiêu đây. Giá là tầm khoảng 5.990.000 đồng tại Cellphone S, thì thực sự là với cái việc là nó chỉ trang bị cái sạc từ tính thì mình cảm thấy là nó không được gọi như là không được công nghệ như là sạc không dây cho lắm. Đấy, kiểu như thế. Về cấu hình ý, thì cái đồng hồ này nó sẽ chạy con chip là Snapdragon W cộng Gen 1, sản xuất ở trên tế trình 4 nm, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Về cơ bản thì với cấu hình này là mình thấy là rất là thoải mái đối với cả một cái mẫu đồng hồ đeo tay như thế này rồi. Trải nghiệm ở trên này thì mình thấy là rất là mượt mà, và cái phản hồi về thông báo thì khá nhanh. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý như này này, đấy là cái núm xoay ở đây nhá. Thì khi chúng ta xoay ấy, thì nó vẫn xoay bình thường, nhưng vấn đề là cái núm xoay này khi mà mình xoay này nó không có phản hồi rung trở lại, nên là khi mà mình xoay cái này mình cảm thấy là nó hơi nhạt. Bình thường là có một số những cái mẫu đồng hồ khác là họ giả lập cái phần rung này, nó giống như kiểu là chúng ta xoay cái việc lên cót tay của đồng hồ cơ ấy, thì mình nghĩ là trông nó sẽ sinh động hơn, chứ còn cái này thì nó sẽ không có bất kỳ một cái phản hồi nào đâu nhé các bạn nhé. Đấy, đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Về kháng nước thì cái mẫu đồng hồ của chúng ta sẽ có kháng nước là khoảng 5 ATM, sẽ đủ để cho các bạn có thể đi bơi rồi rửa tay cái thứ thoải mái, đi mưa cái thứ thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Còn vừa rồi ở đầu video mình cũng đã nói cái đồng hồ này nó không thể kết nối với iPhone, còn khi mà kết nối với Android thì nó sẽ chỉ hỗ trợ những cái điện thoại nào mà từ Android 8 trở lên thôi. Nhưng mà mình thấy là bây giờ phần lớn Android của chúng ta chỉ ít thì cũng phải là Android 11 chứ làm gì bây giờ còn mấy ai dùng Android 8 nữa, đúng nào? Nên là cái điều này mình nghĩ cũng không có quan trọng. Về theo dõi sức khỏe thì hiển nhiên là nó sẽ có theo dõi nhịp tim, theo dõi nồng độ oxy trong máu, theo dõi căng thẳng, theo dõi giấc ngủ. Giấc ngủ thì nó có thể theo dõi được cả ngủ đêm theo kiểu là ngủ ngắn hay là ngủ sâu nữa. Đấy. Về chế độ luyện tập thể thao thì nó sẽ có 150 chế độ luyện tập thể thao, vô cùng thoải mái luôn. Nhưng mà nói thật là mình cũng chỉ sử dụng đến mấy cái chế độ cơ bản thôi. Ví dụ như là mình đi bộ này, hay là mình chạy này, hay mình đi xe đạp các thứ thôi, hay là bơi lội thế thôi. Còn lại thì với nhiều chế độ luyện tập thể thao như này thì các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta chơi những bộ môn hiếm ấy, thì nó sẽ có, đấy kiểu như thế. Và nó cũng sẽ có tính năng là đo thành phần cơ thể. Đấy, cái này thì nó sẽ đo được là cái lượng nước ở trong cơ thể, lượng mỡ xương này. Và chúng ta sẽ đặt hai ngón tay lên trên hai cái cảm biến ở đây này. Các bạn nhìn thấy hai cái nút ở đây, nó cũng có cả cảm biến ở trên hai nút này luôn để chúng ta đo. Đấy, cái này thì mình thấy là nó sẽ rất là phù hợp đối với cả những bạn nào mà các bạn hay tập gym ý. Đấy, ví dụ như vợ mình hay tập gym là vợ mình sẽ rất là hay sử dụng cái tính năng này, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là đồng hồ này mà đeo cho tay vợ mình thì nó sẽ rất là to khổng lồ. Về việc cái mẫu đồng hồ này nó có GPS độc lập thì nó sẽ tiện lợi cho chúng ta là trong cái quá trình chúng ta tập luyện thể thao, chúng ta không nhất thiết phải mang theo điện thoại đi. Và một cái được nữa là chính vì nó có GPS độc lập nên là khi chúng ta chỉ đường ở trên cái này thì chúng ta có thể sử dụng nguyên cái đồng hồ này, nó sử dụng GPS của nó luôn để mà chỉ đường cho chúng ta luôn. Thì cái đấy là mình cái mà mình cảm thấy là cực kỳ tiện lợi. Và với việc được trang bị cái Wear OS ấy, thì nó sẽ có một cái kho ứng dụng nó vô cùng phong phú luôn. Ví dụ như vừa rồi các bạn thấy là mình đã có thể download được Google Maps dành cho đồng hồ trên cái mẫu đồng hồ này rồi, đúng không nào? Thế thì ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có cái ứng dụng nghe nhạc SoundCloud này. Đấy, hay như là chúng ta sẽ có cái ứng dụng Footmob để chúng ta có thể theo dõi cái tỷ số bóng đá này, hay là ứng dụng Strava dành cho chúng ta luyện tập thể thao. Và cái kho mặt đồng hồ thì nó cũng vô cùng phong phú luôn, chúng ta có thể tải thêm từ Zplay được luôn. Đấy, thì đấy là cái mà điểm mình thấy nó rất là tiện lợi. Và tất nhiên nó sẽ có thể đồng bộ hóa với hệ sinh thái của Google. Ví dụ như là các bạn sử dụng Google Home này, đấy, điều khiển nhà thông minh này, hay là Google Fit, Google Assistant, Google Wallet, là các bạn có thể kết nối với cả các cái thẻ ngân hàng ở bên ngoài được. Thì ở đây các bạn chú ý là chúng ta sẽ chỉ kết nối được với cả các cái thẻ quốc tế thôi nhé các bạn nhé. Rồi,
Về trải nghiệm cái đồng hồ này thì mình thấy là có một số những cái mà mình hay sử dụng này. Đấy là mình hay sử dụng cái tính năng nghe gọi để mình sử dụng đến danh bạ nhiều, đúng không nào? Thì cái đồng hồ này chúng ta có thể xem được tất cả danh bạ trong máy nhá. Bởi vì là cái danh bạ này là chúng ta đã đồng bộ hóa qua tài khoản Google rồi. Thì đấy là cái tiện. Cũng có một số những mẫu đồng hồ khác thì nó chỉ cho chúng ta lưu được cỡ tầm khoảng chục số thôi. Đấy, nhưng mà cái này thì mình thấy nó rất là tiện ở chỗ đấy. Nó có thể quay số trực tiếp. Nếu mình nhớ không lầm là đồng hồ Huawei nó sẽ không cho các bạn ấn số trực tiếp ở trên này đâu. Thì cái này chúng ta sẽ có thể ấn số trực tiếp để mà gọi đi được, thì mình thấy là cái đấy thì nó sẽ giúp chúng ta chủ động hơn. Đấy, nó sẽ có đồng bộ cuộc gọi, đồng bộ tin nhắn SMS đầy đủ như chúng ta xem ở trên điện thoại, như là nó giống như ở một cái chiếc điện thoại thu nhỏ trên cổ tay của chúng ta ấy. Vừa rồi là mình nói đến cái cuộc gọi thông thường. Thế còn những cái cuộc gọi mà mình nghĩ là quan trọng khác thì sao? Ở Việt Nam chúng ta hay sử dụng Facebook Messenger với cả Zalo để mà nghe gọi nữa. Thì chính vì việc nó không kết nối được với iPhone nên là thành ra là nó sẽ nếu mà kết nối với Android thì nó sẽ không nghe được cuộc gọi qua Zalo và Facebook Messenger đâu nhé. Và nó sẽ chỉ rung lên một lần khi mà cái người đầu dây bên kia người ta cúp máy xuống thôi. Nó sẽ thông báo cái cuộc gọi nhỡ cho chúng ta. Đấy, thì cái đấy là một cái điểm mà mình cảm thấy nó cũng sẽ tương đối là thiệt thòi dành cho cái mẫu đồng hồ này. Bởi vì mình thấy là rất nhiều những cái mẫu đồng hồ khác nếu mà kết nối được với iPhone ý, thì cái iPhone nó sẽ hỗ trợ cái tính năng nghe gọi trực tiếp ở trên Zalo cũng như là Facebook Messenger, nhưng mà cái đồng hồ này thì không nhá. Còn lại về các yếu tố khác, về các cái tin nhắn qua cái ứng dụng OTT như là Zalo và Messenger ấy, thì nó sẽ có thể trả lời nhanh bằng giọng nói được. Thì cái này mình cảm thấy rất là tiện, bởi vì rõ ràng là trên đồng hồ chúng ta không thể nào ấn phím để mà trả lời đi được rồi, thì chúng ta sẽ trả lời nhanh bằng giọng nói được. Thì cái đấy mình cảm thấy rất là tiện. Về chuông báo thì rất to, còn rung thì ở mức độ trung bình ấy. Nhưng mà rung thì mình thấy là chúng ta đã đeo ở trên tay rồi thì không cần phải rung quá mạnh, rung nhẹ thôi là chúng ta đã có thể cảm nhận được thấy rồi. Thế còn về thông báo thì tất nhiên cái đồng hồ này sẽ nhận được gần như tất cả các thông báo rồi, nhưng mà mình chủ yếu là để ý đến các cái thông báo về tin nhắn, về email các thứ thôi. Thì ở đây mình để ý là với thông báo Zalo và Messenger ấy, thì nó sẽ hiển thị được avatar của người gửi và avatar của nhóm luôn. Thì cái này mình nghĩ là rất là tiện, chúng ta nhìn qua đã biết là ai gửi đến rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể trả lời nhanh được bằng giọng nói. Đấy, thì cái này nó sẽ tiện hơn so với việc là chúng ta ấn trả lời ở trên đồng hồ. Nó rất là bé như này thì cái việc thao tác ấn nó cũng sẽ khó khăn hơn. Thì cái việc trả lời bằng giọng nói, trả lời tin nhắn bằng giọng nói thì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Chuông báo thì to nhưng mà rung ở mức độ bình thường. Thế tuy nhiên là khi mà mình đeo ở trên tay rồi thì cần rung nhẹ thôi là mình đã biết rồi, mình cũng không cần phải rung mạnh quá. Nói chung là tất cả những ưu nhược điểm của cái đồng hồ này thì mình cũng đã đánh giá ra hết cho các bạn rồi. Khi mà mình trải nghiệm cái đồng hồ này thì cái điểm mà mình cảm thấy thích nhất nó đến từ cái việc là cái hiển thị bản đồ ở trên này, cũng như là cái khung viền, cái chất liệu của nó là khung viền thép. Đấy là những cái điểm mà mình thích. Còn ở đây nó cũng sẽ có một cái vòng bezel, nó cũng sẽ có các cái khía như này nhá, có những cái chấm chấm như này này đấy, tạo ra cho cái đồng hồ này cái sự sang trọng hơn. Nó giống nhiều là Galaxy Watch cái phiên bản classic ý, nhưng mà cái vòng bezel này nó sẽ không quay được nhé. Kể mà cái vòng này mà nó quay được nữa thì mình nghĩ là nó sẽ ấn tượng hơn, đúng không nào? Bạn cảm thấy sao về cái mẫu đồng hồ này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm tại website của Cellphone S qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.